Chuyến đi du hí 4 ngày lên hai tỉnh Tây Nguyên là Đắk Lắk và Buôn Ma Thuột thật là vui. Ngắm cảnh cũng thích, nhưng vui nhất là nghe kể chuyện trên xe. Nhưng mà hôm nọ là em kể cái chuyện gì mà bao nhiêu người yêu không yêu mà cùng Diễm hỏi cái đồng ý ngay là có chuyện thật không? Cái đấy có thật. Có thật. Em bị bệnh hết tiêu hồi xưa mà không nhận. Hồi xưa mà cơ quan mới là lớp em ấy có bảo là mẹ em ăn đá đẻ em trên băng em ăn lạnh như tiền. Em nhìn ông nào thì sợ. Nhưng mà có đúng nhiều người yêu không? Không, không phải người yêu đâu, người ta chả dám yêu à. Không. Yêu thì nhiều nhưng không ai dám lấy. Tức là thích thôi đấy. Yêu nhưng không dám lấy, tức là cứ nhưng mà cứ cẩm. Thế nhưng mà lấy nhớ là có phải tình yêu không hay là thế nào? Em á? Ừ. Lúc ấy thì báo động cấp 3 gì còn gì nữa mà ai là ai hỏi trả sướng. Lúc em chưa già rồi. Lúc em già quá rồi nên cùng phòng mà. À cùng phòng hả? À, thì em mới kể chuyện ông tổ chức mới gọi nghe em lên là bỏ cái Dung đi lấy đó là không tiến được ấy. Ông mà là cái con Dung ấy thì nó được lắm, nó lại khen thích nữa. Yeah. Như chốt một câu vào nhưng mà mày yêu nói thì mày không tiến được đâu. Yeah. Lúc ấy, Nghiễm đã đứng đầu danh sách đối tượng kết nạp đảng. Chiều nào sau giờ làm việc, Đặng Đình Nghiễm cũng là cái tên đầu tiên trong danh sách đọc trên loa phóng thanh, mời đi họp đối tượng đảng. Sau đám cưới, cái loa truyền thanh của viện không bao giờ gọi cái tên Đặng Đình Nghiễm nữa. Tôi xa Hà Nội năm lên 18 khi vừa biết yêu. Bao nhiêu mộng đẹp yêu thương thành khói tan theo mấy chiều. Hà Nội ơi, giờ biết ra sao bây giờ? Ai đứng trông ai ven hồ? Khua nước trong như ngày xưa. Tôi xa Hà Nội năm em 16 xuân tròn. Dạ, anh ở phòng tiếp đón còn em ở bên phòng tài vụ. Thế là anh qua anh bảo em ơi, em gái chứ. Em gái ơi cho anh tay một cái. Thay vì là ngỏ lời ông. Thay vì là ngỏ lời ông bướm thì phải lúc đó là hành động. Lúc đó là không, lúc đó là anh đang yêu chị Thảo ở dưới Hà Nội. À. Đấy. Thế là đứng lúc đó là hỏi cho anh tay một cái luôn à hay sao? Dạ không. Tay rồi, lúc tay là rồi, tay rồi. Lúc đó là tay rồi. Tay rồi, là em bày ngửa rồi. À. Thế tại sao lúc đầu bảo cho anh tên một cái thì lúc sợ chạy về cầm thương? Lúc đó là chưa, chưa biết tay là cái gì. Mà anh chưa yêu. Tay là cái gì? Thế ai bảo tay là hôn? Thì anh ở trong phòng á. Anh tay trưởng phòng tay cũng đó. Anh bảo tay là nó bảo là cho nó hôn lại em. Rồi rồi, nó không được đâu. Anh này thì cứ đuổi theo em. Xong rồi tự nhiên như thế nào thì lại được. Xong cái anh cứ lên phòng em cứ tay, cưa. Anh cưa mãi em đuổi về. Không cưa, kiểu đấy là kiểu không cưa rồi. Cưa anh cứ hành động. Không cưa cưa. Lên phòng. Anh Tiên nói thật đi. Chị biết không? Thì em không nghe nói anh Tiên nói thật cơ, đúng không? Người lính chỉ biết hành động không? Chị biết hành động đâu. Thấy chưa? Không. Kiểu anh Tiên là thế. Lúc đó em không có biết là anh yêu em mà em ở cùng phòng với một bà chị nữa. Bà chị kia thì cứ tưởng là anh này yêu chị đấy. Xong là chị đấy mới lấy em mượn xe đạp của anh về quê. Về quê thì mọi người kêu ố mày đi xe của ai đấy, thì chị bảo là chị đấy, chị bảo là của người yêu. Thế chị đấy chị rất yêu anh Tuyên nhưng mà anh Tuyên thì lại không yêu, lại cứ yêu em mà yêu lại không có thổ lộ. Con gái nông thôn mới 18 tuổi xuân sao biết được tây một cái là gì, hóa ra là chàng muốn xin em một nụ hôn. Vậy có thơ rằng ngày anh bảo cho anh tây một cái là cái thời con gái em còn thơ. Chưa biết yêu cũng chưa lắm mộng mơ mà anh đã cho anh tây một cái. Tây một cái rồi anh tây thoải mái. Bây giờ già anh vẫn mải miết tây. Thật đúng là hạnh phúc trời ban. Ban cho đời anh một người yêu dễ thương, trải qua cùng anh muôn ngàn dòng tố. Nguyện cầu ơn trên trời cao tròn tình sẽ chỉ duyên để ngàn năm sau ta còn mãi bên nhau. Và anh cảm ơn người đã bên cạnh anh tháng ngày, đã cho đời anh muôn ngàn tình. Tình yêu sẽ
đang tắt lâu, tuôn trào ngọt ngào như dòng suối. Anh yêu phút ban đầu, đèn nghiêng nghiêng dáng em sầu, trong mắt em buồn về máu. Em ơi có khi nào lần gặp đây cho mai sau, tiếng đàn hoài mãi. Bang bang.